Vâng, cho anh đến với chung kết đầu tiên. Và bên kia là Roman Kata. Cân bên mình, bên mình có Greg đến từ game thủ Inkworld. Mạnh Hào là người cầm AC. Ok. Vâng, đấy. Nếu như mà tôi và giá như, vâng, bây giờ tôi đang cảm thấy hơi tiếc nuối. Giá như tôi vào bình luận sớm hơn một chút. Và giá như tôi, giá như tôi không để cam đi bình luận thì có lẽ chúng ta đã không thua thông 6 trận liên tiếp và để thua với tỷ số 3-1 VC ở trong những trận đấu trước. Tôi cảm thấy rất hối hận. Vâng, thuyết âm mưu của tôi đó chính là, vâng, biết trước là Game TV sẽ đen trong những trận đấu đầu tiên. Thế bao giờ trận đấu đầu tiên tôi cũng để cho Kami bình luận. Và khi mà Kami cảm thấy đen không chịu nổi nữa thì anh sẽ tự động nghỉ và tôi sẽ vào bình luận theo một thế kiểu là anh hùng cứu mỹ nhân. Và bây giờ thì nó vẫn đang đúng như vậy. Buổi chiều nay cũng thế và tối nay. Và Kami nhất quyết không cho tôi bình luận. Và đến lúc mà anh không chịu được nữa, khi mà đến thua 2-0 ở C4 rồi thì tôi mới bắt đầu vào. Và bây giờ thì dây đỏ nó lại trở lại. Và cảm giác thật là mắc binh. Tôi cảm thấy tôi phục tôi quá. 4 heal đã được về nhà của game thủ Mạnh Hào rồi. Chúng ta xem vào cái máy Greg của game thủ Inkworld. Đây là Inkworld. 7 heal đầu khá to nhưng mà đang khá là toàn hoác. Nhà nghe vẻ lanh tanh bành lên. Chỉnh dân ăn gỗ về một mặt rồi lùa heal về sớm đi. Đưa lẻ một con về trước. Nếu như thấy quả đầu hơi muộn thì phải. Rồi đôi sư tử luôn. Xong. Mạnh Hào phải cân đôi bài này rồi. Đôi bạn là anh cứ nói trước vậy để chuẩn bị sẵn tinh thần. Vâng, trận này thì đội bạn có cái gì rồi quên mất rồi. Roman Kata đúng rồi. Vâng, Roman Kata bên phía đối phương thôi. Cũng yếu thôi mà. Và mày chết con dân này, mày chết với tao. Được. Rất may là không chết dân trong tình huống vừa rồi. Tình huống vừa rồi mà chết dân thì kiểu gì cũng một xúc vào mồm ngay. Rồi, rất nhiều voi nhá. Ba con. Con giò, xin lỗi, con sẽ hát đi tìm nốt bãi quả phụ rồi về. Chết một dân nhưng lực sẽ khỏe để cho ít vua. Làm nào làm bò vãi vàng và ra hai cái P là được. Muốn làm gì làm. Bảy yêu đang cố gắng được đưa về nốt đến từ game thủ ít vua trong trận thiếu này. Đây là trận chung kết đầu tiên dành cho Hà Nội ở trận đấu thứ 5. Gặp màu mấy? Màu 3, Jonan Teo. Jonan Teo dường như là người cầm Kata. Rồi con voi về đi. Ở đây một con voi thôi, bảo cắm con hát đi từ nãy đi. Sau cái rừng này có bãi quả phụ. Map này đánh rồi. Rồi đang câu con voi về dành cho game thủ Inkworld. Ông này còn cắm cờ nông dân chỉ thẳng vào đầu con voi luôn. Rất máu lửa. Gỗ đầu gần nhưng mà đang hơi loằng ngoằng. Đấy, thêm voi nữa rồi, 4 nháy. Ra cửa sổ đi tầng 1 theo đường hàng không đi hải giờ. Vâng, kèo đấu này chúng ta thì em nghĩ rằng sẽ đánh 7C để cố gắng bật lại với tỷ số 4-3 về C. Vâng, Xuân Thứ và game thủ Ruan Teo bên phía Hà Nội là hai game thủ rất máu lửa trong việc đánh kèo. Hai ông thần này đánh kèo thì thường là đánh xuyên đêm luôn. Nhưng mà ngày mai còn kèo siêu kinh điển nên là không đánh xuyên đêm được. Tôi đi quay ông ơi. Vâng, Inkworld bảo liên quan gì đâu, chắc cũng định đánh xuyên đêm luôn đấy. Nhưng mà mai ai đi quay cho tôi. Đang câu voi về dành cho game thủ Inkworld. Rất nhiều voi, 5 cháy, 56 con gì đấy. 5 con thôi. Nhưng mà là cũng khá nhiều. Ăn voi thoải mái. 500 thực rồi. Bài cũng suýt nữa thì kích 9. Chết một dân, nếu không chết một dân chắc chắn kích 9 bài này. Bài này tôi vào em cũng kích 9. Thậm chí để Dũng Béo, anh Dũng Béo vào kích, cũng kích 9. Và hơi ít dân ăn gỗ, lỗi gỗ một chút xíu thôi. Cẩn thận voi quay đầu, ok không sao. Vậy là xong rồi. Bài kích ở 12x dành cho Inkworld. 10-22. Đi ăn vàng. Cho 6 dân ăn vàng nhá. Không, xin lỗi, cho 7 dân ăn vàng nhá.
7 gian ăn không có nhiều. Rồi ăn vàng chậm lắm em. Bây giờ em mới biết à? Cho 7 gian ăn đi. Đúng rồi đấy. Công giáp đầy đủ cho con ngựa giò đến từ game thủ Eat War và đẩy giò đi. Vậy e bo bãi vàng, điều tiên quyết. Thích thì đi ăn hoàng. Không nói nhiều, ăn hoàng đi lấy lực mà đóng P. Đấy rồi, ôi trời, anh màu 8, Xuân Thứ đúng không? Này thì giò này cũng vừa mới ăn vàng thôi. Bên kia Roman, cái này Katha. Tưởng bảo gặp màu 3, hóa ra xe giò đẩy chéo. Đá bo được bãi vàng thì Xuân Thứ giò đang thủ. Ơ, hai tên hai nhà chọc vào nhà game thủ Eat War luôn nhá. Thế là bãi vàng lại không bị xúc vào kìa. Ngon. Tạm thời chết dần nhưng không sao. Ơ, xúc con giò chết luôn kìa. Một phù thủy luôn. Rồi bạn đã nhốt được giò của game thủ Eat War rồi. Ok, anh đã bảo rồi, ngay từ đầu là cho 7 dân ăn vàng đi thì không nghe. Chết giò đối phương mà mình cũng chết giò. Con giò bóng la còn nhiều máu không, soi xem nào. Rồi còn đầy. Rồi đóng được P rồi, xin P đi, bánh xe. Ok luôn, một ngựa chém. Giá xúc con giò này. Và đóng P2, ăn gỗ lẻ, à đóng P2 luôn. Chết luôn giò này. Không, chưa chết. Mạnh Hào khỏe hay sống? À nhầm, khỏe hay sống thì chắc chắn là sống rồi. Và Mạnh Hào tham 28/64. Thân hình hoàn toàn bình thường, không có dị tật, khuyết tật gì cả. Và đang bị ôm bom đến từ người cầm màu 3, Roman. Công ca đấy. Sang luôn đi. Anh không khung á? À đồ, bằng dọa đối phương, hóa ra ông không khung nhà. Tần công ca thật đây này, sang đi. Thì kệ chứ, vận công đấy. Vút. Vút. Công giáp đầy đủ à, thế chạy. Đâu em? Chém của Eat War đâu, chém ca đi. Phù đang sang, đang phù thủy lạc đà tại nhà rồi mang sang chém cho. Đội bạn ăn hoàng đây luôn, chết luôn. Đấy, lạc đà vào chém con ngựa chém bên trong của Roman đây. Rồi con ca mới xúc luôn. Mình xin. Này thì ca với chúng tôi chạy dân bãi gỗ đi anh Mạnh Hào ơi. Rồi chết luôn rồi. Không cửa thua bài này nữa rồi. Dắt phù thủy đi từ sát bếp bản đồ sang. Đấy. Dắt đều phù sang là thắng. Rồi Mạnh Hào nhà giả vờ khung, hóa ra là không khung tí nào. Rồi bạn bị lừa vào công ca luôn. Rồi nhà hở. Bốn phương tám hướng đều hở mà ông vác cả ca sang ông xúc. Lấy dao giết voi để thịt bò. À nhầm, lấy dao mổ trâu để thịt gà. Sorry. Tôi tùng ngữ dân gian mình không thổ một chút. Rồi thắng rồi, tỷ số 3-0 C5 và chúng ta đến với C6. Tỷ số là 3-0 Charmat. Hải Mazio. 3-0 dành cho Game TV trong trận đấu thứ 5 và đang chờ đợi đến với trận đấu thứ 6. Vâng. Đến trận đấu thứ 6 rồi. Bật nào.